em lên một mẫu đầm tiếp theo ạ. Mẫu đầm này thiết kế cực kỳ độc đáo nhé các chị. Mẫu đầm này có vạt ở bên ngoài là vạt xòe ạ. Bên trong thiết kế một dáng quần đùi ạ. Cực kỳ độc đáo và lạ mắt nha các chị. Rất là đẹp. Mặc vẫn tôn lên được vẻ sexy, vẻ sang trọng của mình ạ. Phần tay là phần tay bo ạ. Tay bo đây nha các chị. Mẫu này shop đang sale còn 550.000 thôi ạ. 550.000 ạ, đủ màu và đủ size số ạ. Màu em đang mặc trên người là màu xanh ạ. Màu xanh nha các chị. Và mẫu này còn thêm 3 màu nữa ạ. Màu đen, màu xanh thẫm và màu đỏ nha các chị. Đây ạ. Màu đỏ thì mặc lên cực kỳ là nổi da, cực kỳ là sang trọng ạ. Màu xanh thẫm mặc cũng rất là nổi da. Đây ạ. Và màu đen ạ. Màu đen đây ạ. Màu đen truyền thống mặc rất là quý phái ạ. Thiết kế cực kỳ là độc đáo luôn đây ạ. Có phần bên trong là phần quần ngắn đi. Quần ngắn nha các chị. Mẫu này chỉ với giá là 550.000 ạ. 550.000 nha các chị. Các chị inbox ngay cho bên em để đặt hàng ạ. Hoặc mình có thể qua địa chỉ số 86 ngõ số 10 phố 8 tháng 3 nha các chị. Cực kỳ là đẹp đấy ạ.